Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất 2019, số sàn bản XLS bên em vừa mới nhập về, màu xanh thiên thanh. Xe nhập nguyên chiếc và một chiếc xe lướt siêu mới, siêu đẹp. Đây khẳng định cam kết với quý anh chị, đây là một chiếc xe quá là đẹp. Xe nguyên một dàn lốp còn theo xe, lốp sơ khua chưa chạm đất. Và xe đăng ký tháng 10 năm 2019. Toàn bộ chiếc xe thì sơn zin còn đến 99%. Và thân vỏ thì cam kết với quý anh chị là không có đâm xô, biến dạng ô tô, vỡ kính, vỡ đèn. Máy số là nguyên zin. Toàn bộ đèn kính đều là nguyên bản theo xe, lốp theo xe một dàn. Xe thì được trang bị thêm nắp thùng thấp khá là đẹp. Và với chiếc Ford Ranger form mới này thì quý anh chị sẽ được trang bị khá là nhiều đồ chơi, như là tay lái trợ lực điện thì nó khá là nhẹ. Và toàn bộ máy số của chiếc xe còn nguyên bản hết toàn bộ, từ các cái khe hở cabo cốp đều là nguyên bản từ đầu. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ, các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Anh chị em nào mà có nhu cầu chán bán xe lên đời, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Từ lốp của chiếc xe đây. Vâng, lốp theo xe còn khá là dày. Vâng, và đây là toàn bộ phần gầm phía dưới của chiếc xe. Phần gầm thì lốp sơ cua đây, chưa chạm đất ạ. Toàn bộ sơn đánh dấu của nhà máy còn nguyên. Và đặc biệt là các cái phần gầm ở phía dưới đây. Đấy, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Hổ bô rất chi là sáng. Và sau 2 hôm thì em cho dọn vệ sinh thì hết lớp đất này. Thì nó khá là đẹp đấy quý anh chị ạ. Đây là toàn bộ cái phần thùng của chiếc xe. Về phần thùng này, về phần đèn hậu của chiếc xe đây. Toàn bộ đèn hậu là nguyên zin. Và các cái ốc đèn này chưa tháo lắp một chút nào. Và phần trong đây toàn bộ là sơn zin hết toàn bộ. Các cái phần lót thùng hai bên thành không có dấu hiệu bị trầy xước, của hàng Ford nguyên zin. Và đây là toàn bộ các cái ốc ở đèn bên lái. Đấy, toàn bộ bưởng có rất đẹp này. Và các con đinh bấm đinh dập này nguyên zin hết toàn bộ. Và đặc biệt là các phần chỉ đây, chỉ của chiếc xe là nguyên bản từ đầu. Đấy, phần phía sau của chiếc xe thì cực kỳ là đẹp và nguyên bản từ đầu. Vâng, xe thì được trang bị thêm là camera lùi. Đây là cam lùi của chiếc xe. Và từ các phần ốc ở phía sau đây, nguyên bản hết từ đầu. Đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong thì khá là đẹp. Đây là cái ghế lái của chiếc xe rất chi là mới và căng. Các cái đường gân này nó rất chi là căng quý anh chị ạ. Và hai bên mép này chưa bị sườn, chưa bị sờn một chút nào. Và đây là từ các cái bậc lên xuống này. Đấy, nó rất chi là chỉnh chu. Và bác chủ trước là lớp thêm lớp sàn 3D, sàn trải sàn 3D rồi. Và các cái phần ốc tai, ốc khóa bản lề đều là nguyên bản từ đầu, chưa tháo lắp này. Đấy, tất cả ốc tai đây chưa tháo lắp. Và đặc biệt là bàn đạp phanh ga của chiếc xe thì khá là đẹp và chưa có dấu hiệu bị mòn gì. Toàn bộ các cái phần ghế chỉnh lên xuống này rất chi là đẹp. Và các cái phần ốc cột tem mác của nhà máy vẫn còn nguyên.
khóa bản lề chưa tháo lắp vặn gì, sơn zin toàn bộ hết các cái cột này. Đấy. Sơn zin toàn bộ nên là rất chi là bóng và đẹp. Đây cái phần trần là trần lý nguyên bản từ đầu của chiếc xe. Và đây là cái phần củ số của chiếc xe. Với cái củ số này thì chất đi khoảng loanh quanh tầm 3 vạn cây. Toàn bộ chiếc xe củ số khá là mới và đẹp. Đây là chùm chìa khóa. Chìa khóa nguyên đủ hết toàn bộ 3 chìa khóa của chiếc xe đầy đủ hết. Nắm tay, phanh tay và tì tay đều không bị mòn. Và cái vô lăng thì đây là bao vô lăng trợ lực điện, tích hợp vô lăng ga tay lim giới hạn tốc độ và toàn bộ đều hoạt động khá là tốt. Với các cái núm này, quài không bị mòn và trầy xước. Thêm các cái phần nắm tay này chưa có dấu hiệu bị mòn, tất cả rất chi là đẹp. Đấy. Đèn pha táp ly bàn thờ chiếc xe khá là đẹp. Và màn hình DVD. Đấy, bác chủ trước độ thêm màn hình DVD và camera hành trình. Đây là toàn bộ camera hành trình của chiếc xe. Đây là toàn bộ tay nắm mở cửa của chiếc xe không bị sơn lại và rất chi là đẹp. Bốn cánh cửa thì khẳng định với quý anh chị là chỉ zin hết toàn bộ vào lòng trong sơn zin. Ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Và đặc biệt là cái thông số kính thì đều là năm sản xuất của xe và hàng kho hết toàn bộ. Đây là toàn bộ hàng ghế phía sau, cánh cửa phía sau của chiếc xe khá là đẹp. Và chỉ cánh cửa là nguyên zin. Hàng ghế phía sau của chiếc xe đây rất chi là mới, ghế nỉ nguyên bản theo nhà máy từ đầu. Các cái phần cột đây, cột này, ốc khóa chưa tháo lắp nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm xô từ hai bên. Với góc quay này thì quý anh chị nhìn thấy cái phần táp ly vô lăng của chiếc xe đây, khá là đẹp. Củ số vô lăng toàn bộ đều nguyên bản nguyên thủy từ đầu. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ sơn zin ở lòng trong hết toàn bộ này, rất chi là bóng và đẹp. Ốc chưa tháo lắp, ốc khóa chưa tháo lắp một chút nào. Tay nắm mở cửa cực kỳ đẹp. Đấy, táp ly cánh cửa, táp lô nguyên zin. Và các cái phần cột thì đều là tem mác nhà máy nguyên hết từ bồ đầu. Ốc chưa một chút tháo lắp gì. Đấy. Nên là yên tâm, không có dấu hiệu bị đâm xô từ hai bên đâu cho quý anh chị nhé. Em quay rất chi tiết và cụ thể cho quý anh chị đây. Bậc lên xuống của chiếc xe, phần bậc này không bị móp méo này, không phải dòng công trường nên không bị móp méo này. Và toàn bộ đây. Đấy. Rất chi là sơn zin. Và da gà, da cóc của những các cái phần bước lên này, nó còn nguyên bản. Một chiếc xe siêu lướt, siêu mới Ford Ranger XLS số sàn, hay một cầu máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu, nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa Quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về toàn bộ các ốc đèn này và cái tai đèn đều nguyên bản và đèn zin xịn sò từ nhà máy ra. Toàn bộ đèn này rất chi là sáng và đều. Từ các cái khe hở này có cái ba đời sốc đều khít nhau. Đấy. Và mặt ca lăng sơn zin hết toàn bộ, không có dấu hiệu bị sơn lại. Tem mác của nhà máy ở trên cái phần mặt nhựa là nguyên bản và núm nhựa chưa tháo lắp đâu quý anh chị nhá. Đấy. Và ngay cả từ các cái ốc ở trong cái khóa này, đấy, chưa một thề bị tháo lắp và cái ni lông của chú bác này. Đấy. Toàn bộ kép nước ốc nguyên zin. Đấy. Nên là không có phần đâm xô từ phần đầu. Và sơn đánh dấu của nhà máy còn nguyên, tem mác này.
ốc tai và ốc cabo đều là nguyên bản từ đầu, và cái cabo này chưa bóc ni lông. Toàn bộ đinh bấm đinh dập của nhà máy trên cái cabo là nguyên zin. Các cái lỗ này nó rất chi là tròn và đều, và đặc biệt là cái phần nhựa chống nóng này nó rất chi là mới. Đấy. Chống nóng cách nhiệt của chiếc xe. Đây là cái phần máy của chiếc xe. Máy thì thôi rồi, quá mới rồi, máy thì không phải lo. Toàn bộ cổ xả của chiếc xe nó rất chi là sáng, từ các cái phần này chống nóng của chiếc xe và cái phần ốc ở phía trong đấy. Đấy, rất chi là mới.